gỗ khô tự nhiên khác như thế nào với loại gỗ mà đã bị tẩm sấy. Thì các bạn đang nhìn thấy đây là những cái phôi gỗ mà chúng tôi đang hong khô tự nhiên. Và khi mà hong khô tự nhiên như này thì thường chúng tôi sẽ phải dựng nó lên để nó không bị mo vào những cái mặt. Và cái thứ hai là trong một cái không gian của một cái nhà cấp 4, lợp mái như này thì nó sẽ đủ cái sức nóng để làm cho cái mặt gỗ nó được săn và nó sẽ được khô tự nhiên. Và các bạn đang nhìn thấy đây là những cái phôi gỗ như là gỗ vụ này. Có cái chiều dài kích thước là dài tới 2m1, rộng tới 1m1 và đang dày là một đầu 7 xăng và một đầu là 8 xăng. Thì sẽ tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi sẽ chế tác. Một cái điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là gỗ khô tự nhiên thì nó sẽ tránh được tối đa những cái phần mà khi treo tranh lên trên tường rồi nó bị ảnh hưởng, ví dụ như là co ngót cong vênh. Và những cái phôi gỗ này thì chúng tôi đã mua sẵn và để ở đây cách đây đến 2 năm và có những phôi gỗ thì sang năm thứ 3, đảm bảo cái phần chất lượng đầu tiên để chúng ta có thể đục được những cái bức tranh đẹp.